Tâm thành kính là tánh đức Tâm thành kính là chánh giác Do đó quý vị nên biết chẳng thành chẳng kính là tướng mê hoặc Đó là nghiệp chứng Thành kính là giác ngộ Là tánh đức tỏ lộ Là bát nhã phóng quang ở đây nêu một thí dụ nêu doanh trai doanh là kinh doanh là doanh tạo tức là bạn biện trai đây là trong nhà phật thường gọi là cúng ngọ cúng bữa trưa đó tức là doanh trai doanh trai bạn phải chú ý vị trai thực cánh cặp doanh trai chi thứ lúc bạn nấu những món ăn để cúng này lúc cúng cơm phải có tâm cung kính mễ cam thái diệp bất khí ư địa đây là vật đáng kính Mễ cam là gì? Là nước do gạo Cơm này là dùng để cúng ngọ Cúng dường chư Phật Cúng dường quỷ thần Đối với các ngài có kính trọng như vậy Việc cúng ngọ này chưa làm xong Nước do gạo cũng không được tùy tiền đổ xuống đất chân thành cung kính đến mức độ như vậy phải đợi đến lúc cúng ngọ xong thì mới xử lý những vật phế thải này mễ cam thái diệp đều là những vật không còn dùng nữa Đây là việc Rất ít người nấu thức ăn Để cúng dường biết đến Những rau cải lạc xong bèn dứt bỏ Huống chi là nước cho gạo Nải chí chư thực vị hiến Phật tăng Vật đất tiên thực Tiên thực là gì? Nếm thử mùi gì? trong nhà bếp bà nấu nướng rồi nếm mùi vị đó là gì bà ăn xong rồi bớt cúng phật vậy là đại bất kính đây là lỗi nhiều người thường phạm chẳng biết chẳng hay không thể làm như vậy được trên điểm này người trung quốc chúng ta chẳng bằng người ngoại quốc những đầu bếp ngoại quốc tuyệt đối chẳng thử bùi vị Tại sao? Đồ ăn chẳng có vị Thì họ nếm cái gì? Đồ ăn ngoại quốc lạc và không có vị chẳng có gì Các chai nhỏ được vật liệu nấu ăn đều để trước mặt bạn tự pha chế Bạn đi ra ngoại quốc Ăn đồ ăn, thức ăn đều là thức luộc Chẳng có mùi vị gì, gì hết Nhưng những chai đựng gia vị đều để ở một chỗ bạn tự pha chế tự nếm như vậy rất có lý khẩu vị của mỗi người đều khác nhau người kia muốn có mùi vị ngon và phải chịu sự chi phối của họ tự mình pha nếm mùi vị là quyền của tôi tôi thích ăn vị nằm một chút hoặc lạc một chút tôi có quyền người ta làm sẵn cho bạn thì bạn chẳng có cách gì để lựa chọn chỉ còn cách là nghe lời sắp đặt của họ. Thế nên điểm này tôi cảm thấy ngoại quốc tốt hơn Trung Quốc. Những món cải của họ đều là cải luộc, dầu búa gì cũng chẳng có. Ở Trung Quốc thời xưa, khi tế lễ cũng làm như vậy, cũng chẳng nên mùi gì, đó thật sự là tâm cung chính yêu cầu đối với thức ăn thì phải hiểu đạo lý này như hữu di thực cập bất tinh cần thị mạng chung nhân liễu bất đắc lực những sự cúng dường này của bạn Người mất chẳng được mảy mai Di thực là gì? Chưa Dư cúng dường Phật tăng mà bạn ăn trước Bạn lấy đồ ăn thừa đem cho người khác Đừng nói đối với Phật Bồ Tát chỉ riêng đối với quỷ thần, đối với người ta đã là không cung kính rồi. Hoặc là bất tin cần tức là bạn không sốt sắng làm công việc này, chẳng có thành tâm, chẳng có tâm cung kính để làm công việc này. Người chết ấy cũng sẽ chẳng đắc lực, chẳng nhận được sự giúp đỡ của bạn. Nếu chúng ta cúng ngọ, cúng Phật bữa trưa, nếu có vi phạm thì đó thật là có tội giết Phật, Bồ Tát nhân phật bồ tát đại từ đại bi dứt khoát sẽ chẳng trách bạn tuy phật bồ tát không trách bạn nhưng thần hộ pháp chán ghét bạn thần hộ pháp là phàm phu họ chẳng phải là phật bồ tát người ghi ra rắc rối đều là thần hộ pháp nếu bạn làm rất đúng như pháp rất cung kính thì thần hộ pháp cũng cung kính bạn nếu bạn làm chẳng đúng như pháp thì thần hộ pháp chán bỏ bạc Chúng ta phải hiểu đạo lý này Lúc bình thường khi chúng ta giảng kinh Chẳng phải chư gì cũng phải thông đạt tình lý Nhìn thấy người khác không làm đúng như pháp thì cũng đừng nói Nói ra thì mắc lỗi với người khác Ai chịu nghe bạn Người thế gian đều là như vậy Họ cảm thấy họ chẳng làm sai Khi bạn muốn nói họ làm sai Họ còn nói bạn nhiều chuyện Chúng ta gây xích mích với người ta làm chi Giảng kinh là Phật trong giảng kinh Họ nghe xong chẳng có lời gì để nói Là Phật nói chẳng phải tôi nói Tôi chẳng có gây phiền phức gì cho bạn Phật dạy chúng ta làm như vậy Thế nên chúng ta học kinh Nghe kinh phải nên giác ngộ phải biết tự mình làm thế nào để cải tiến cải tiến tức là tu hành tu sửa hành vi sai lầm của chúng ta câu kế tiếp như tinh cần hộ tịnh chúng ta dùng tâm chân thành cung kính để làm biện trai đúng như lý như pháp mỗi ngày lo việc ăn uống tức là biện trai ý nghĩa thật sự của trai tức là ăn một bữa giữa ngày hiện nay chúng ta mỗi ngày ăn ba bữa ba bữa còn không đủ ban đêm còn ăn tiêu dạ ăn bữa khuya còn ăn thêm mấy món điểm tâm mỗi ngày ăn bảy tám lần nói thật ra như vậy là quá đáng nhưng nếu bạn chịu thật thà niệm phật thì thần hộ pháp cũng tha thứ cho bạn thần hộ pháp mắt nhắm mắt mở bạn chịu niệm phật thì kể là khá lắm rồi nếu còn chẳng chịu niệm phật nữa thì thần hộ pháp sẽ trừng phạt Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này Tu hành đúng như lý như pháp Thật sự sẽ được chư Phật hộ niệm Long thiên tôn kính bạc